Xin chào quý bà con cô bác. Xin thông báo với quý bà con cô bác một tin vui. Hôm nay các báo đồng loạt đưa tin công ty Mỹ đã tìm ra vaccine COVID-19 trong 3 giờ. Công ty dược phẩm Inovio Mỹ đang tiến hành các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng loại vaccine phòng chống virus được họ phát triển trong vòng 3 giờ. Khi các nhà khoa học Trung Quốc công bố trình dự di truyền của chủng mới virus corona vào ngày 9 tháng 1. Các nhà nghiên cứu của công ty dược phẩm Inovio nằm ở thung lũng Sorrento thuộc thành phố San Diego, bang California, Mỹ đã lao vào nghiên cứu phát triển vaccine phòng chống nó. Chỉ trong vòng 3 giờ họ đã có sản phẩm này. Chúng tôi phát triển được một thuật toán và đưa trình tự ADN vào thuật toán này. Kết quả cuối cùng là vaccine ra đời trong khoảng thời gian ngắn. Ông Trevor Smith, giám đốc nghiên cứu và phát triển tại Inovio giải thích. Phòng thí nghiệm của Inovio cũng là nơi đã đào tạo ra các loại vaccine cho virus Zika, virus gây hội chứng hô hấp Trung Đông và Ebola. Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này, ông Smith nhấn mạnh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành ở Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các nhà khoa học tại Inovio nói rằng họ cảm thấy cần gấp rút đưa loại vaccine này vào sử dụng. Hiện vaccine được thử nghiệm trên chuột, tiếp theo nó sẽ được thử nghiệm trên một nhóm bệnh nhân. Các nhà khoa học hy vọng vaccine sẽ hoạt động giống như một phần mềm sinh học. Nói cách khác, nó sẽ cung cấp các hướng dẫn cho cơ thể con người để tiến hành một cuộc tấn công thích hợp dưới dạng tế bào và kháng thể chống lại COVID-19. Nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch, vaccine có thể đến tay công chúng vào đầu mùa hè này. Khi đó, đây sẽ là khung thời gian kỷ lục của Inovio. Hiện tại, một nhà nghiên cứu hàng đầu của Inovio đang có mặt tại Thụy Điển để cùng Tổ chức Y tế Thế giới bàn thảo kế hoạch đối phó với COVID-19 tốt nhất. Để đón những tin tức hot nhất trong ngày, quý vị vui lòng ấn vào nút đăng ký dưới video này. Xin cảm ơn quý vị.